Hello, xin chào bạn. Tôi là Nguyễn Hùng Cường. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái landing page bằng những cái mẫu đã được cung cấp sẵn của landing page. Thì ở cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là có thể là tạo được một cái tài khoản landing page miễn phí. Sau đó chúng ta mua một cái tên miền và chúng ta chọn cái tên miền đó vào đây. Đây là sau khi tôi đã chọn thành công, nó ra như thế này. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tạo một cái trang mới theo mẫu nhé. Đầu tiên chúng ta có thể là chọn vào giao diện mẫu này và chúng ta chọn mẫu, hoặc là ở ngay cái mục landing page này chúng ta tạo landing page mới sử dụng giao diện mẫu. Thì ở đây bản miễn phí landing page họ cũng cung cấp cho chúng ta khá nhiều những cái mẫu mà đẹp, hoàn toàn không mất tiền nhé. Thì chúng ta có thể là dạo qua một vòng để chúng ta xem là nó có những cái mẫu nào miễn phí nhé. Ví dụ trang cảm ơn này, thì chúng ta sẽ chọn vào mục free thêm này nhé. Thì nó sẽ hiển thị những cái giao diện miễn phí. Còn nếu mà không hiển thị ở đây có nghĩa là họ không cung cấp miễn phí. Trang cảm ơn này, trang thông tin cá nhân này, đồ gia dụng này, giới thiệu công ty này. Đó, thì chúng ta sẽ tùy theo cái ngành nghề của mình và chúng ta sẽ chọn được một cái mẫu phù hợp nhé. Đây, thẩm mỹ làm đẹp, khá là nhiều mẫu đúng không? Thì tôi sẽ ví dụ một cái mẫu nào đó đi nhé. Tôi lấy luôn ở trong đây này. Đầu tiên chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ click vào nút xem trước nhé, để xem cái mẫu này giao diện thực tế nó như thế nào. Đây, đây là trong thư mục mỹ phẩm đúng không, làm đẹp, và đây là cái mẫu của họ. Đây, chúng ta kéo từ trên dưới, chúng ta xem, chúng ta tham khảo, nếu mà ưng ý thì chúng ta sẽ chọn sử dụng thêm nhé. Và chúng ta nhập ở đây nhé, ví dụ là mình nhập một cái tên nào đó đi, ví dụ như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo landing page này. Ok, thì đây là cái giao diện chỉnh sửa của cái landing page. Đây, tất cả các thành phần trong cái trang này thì chúng ta có thể sửa được. Ví dụ là đây, chúng ta bật chế độ Unique nữa nhé, đẹp hơn với chỉnh chữ này. Đây là hình ảnh này, thì chúng ta có thể là thay được các thành phần trong này. Tôi sẽ đi từng bước nhé. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào mục thiết lập này đi và thiết lập toàn trang. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ phải chỉnh cái phông chữ để nó không bị lỗi, thì chúng ta nên chọn là Roboto nhé. Đây này, đây là phông dành cho toàn trang nhé. Đó, thiết lập toàn trang, ok này. Sau đó chúng ta đóng cái cửa sổ này. Cái thứ hai là chúng ta có thể click vào một cái đoạn text hay một đoạn chữ ở đó để chúng ta sửa cho nó phù hợp với cái sản phẩm của mình đúng không? Đến đây tôi đã sửa rồi đúng không? Và khi mà click vào đây nó có một cái bao xung quanh như thế này, thì chúng ta sẽ quan tâm tới một số những cái nút nhé. Đây là cái nút mà xóa, nếu mà cái chữ này nó không phù hợp với chúng ta thì chúng ta có thể xóa bớt đi. Đây, tôi ví dụ là cái này lợi ích không cần đúng không, có thể chọn là xóa. Đó, xóa. Đấy, ví dụ nhé. Tiếp theo là nhân bản này, chọn nhân bản thì nó sẽ nhân đôi cho chúng ta. Đấy, sau đó tôi xóa đi nhé. Đấy là cái nút nhân bản. Tiếp theo nút sửa chữ. Sửa chữ này thì nó sẽ cho chúng ta thay đổi cái kích thước chữ này, giảm xuống này, tăng lên này, màu chữ đây thì tùy chúng ta chọn là sao cho nó phù hợp nhé. Đấy, những cái màu nào mà cho nó có thể nó nổi nổi một chút thôi. Đây là tôi ví dụ, chúng ta có thể là chọn màu ở đây này, hoặc chúng ta sẽ kéo lên những các cái vùng ở trong như này, chúng ta chọn đúng không ạ. Định dạng chữ này, đây là đậm này, chúng ta sẽ bôi vào và chọn đậm. Đấy, nghiêng này,
gạch chân. Cái này thì nó cũng như là soạn thảo văn bản bình thường thôi đúng không? Sau đó thì cái nút thiết lập này chúng ta có thể vào xem ở đây nhé. Ở một cái mục thiết kế này thì chúng ta sẽ thấy rằng màu chữ của nó là lúc vừa rồi ta thiết lập thì đây, trong đây chúng ta có thể đổi được này. Cỡ chữ đây, trong đây cũng có đúng không? Định dạng này, căn chỉnh này, vào giữa này. Đây. Không chữ thì chúng ta chú ý là nên chuyển về Roboto nhé. Thì ta kích vào cái mũi tên này, chuyển sang bộ Roboto này cho nó dễ nhìn và nó đỡ bị lỗi. Thứ nhất là thay đổi về chữ nhé. Cái thứ hai đó là việc thay đổi về đây nhá, phần chữ chúng ta đã xong. Cái thứ hai về hình ảnh. Hình ảnh thì chúng ta có thể click vào. Sau đó chúng ta ở đây nhé, nó đã tạo thành một cái nhóm rồi. Hai cái thành phần này có thể cái nhóm này ta có thể chọn hủy nhóm này. Đây thì chúng ta sẽ click vào một cái ảnh riêng nhé. Thì khi nào mà nó hiện lên cái ảnh nền này có nghĩa là chúng ta có thể thay được cái ảnh đó. Đây, ví dụ mình có thể chọn một cái ảnh khác, mình thay vào. Tôi sẽ up lên một cái ảnh nào đó nhé. Đây, tôi ví dụ ảnh này đi. Đó, chúng ta đã thay được cái ảnh rồi đúng không? Khi nào mà nó hiện lên cái đấy là chúng ta thay được. Đấy, thì trong này thì nó cũng có những cái thành phần để tùy chỉnh cho ảnh nhé. Chúng ta cứ vào cái bánh răng này thiết lập này. Ví dụ chiều rộng, chiều cao này. Thì ở đây tôi không chỉnh nhé. Tôi để nguyên cái kích thước lúc đầu của họ. Thì nó thay vào cái phông này, cái khung này thôi. Đấy. Sau đó viền bo góc rồi các hiệu ứng khác thì chúng ta chỉnh sửa sau. Chúng ta chỉ ở đây video này chúng ta chỉ quan tâm đến việc là chỉnh sửa được các thành phần thôi nhé. Đấy, để ý ở đây này. Nếu mà click vào đây nhé, thấy nó bao cả hai cái ảnh này và chữ thì và có chữ hủy nhóm này có nghĩa là chúng ta đã thiết lập thành một nhóm rồi. Đây chúng ta có thể là đây tạo nhóm này. Tạo nhóm để việc là chúng ta có, nếu mà thay đổi thì nó sẽ đi theo cả cụm đúng không? Đó. Thì chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải hủy nhóm như vừa rồi tôi đã hướng dẫn. Đó là việc thay thế được ảnh nhé. Còn tiếp theo là chúng ta có thể thay thế được video. Thì trong cái giao diện này nó không có cái video thì tôi sẽ chọn thêm mới một cái video nhé. Tôi sẽ lên YouTube lấy một cái ví dụ nào đó nhé. Ngẫu nhiên thôi. Tôi không có you have points to get across. Đây. Thì nếu mà ở một giao diện khác ấy họ mà có video thì đây là một cái video mặc định của họ. Và chúng ta muốn thay đổi được cái video này thì chúng ta chỉ cần là thay đổi cái đường dẫn là xong. Đây chúng ta click vào ảnh đúng không? Vẫn là các thành phần rất là quen thuộc. Và chúng ta sẽ chọn thiết lập này. Chúng ta sẽ thấy là đường dẫn video đúng không? Chúng ta sẽ xóa hết đi. Có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng cái video của chúng ta. Đó. Đây là cái video tôi vừa lấy ở trên và cho vào đây là ví dụ nhé. Và chúng ta kích vào thì chúng ta có thể thay đổi được hình dạng đây. Đây này. Đơn giản đúng không? Đó là thay đổi cái video để chúng ta có thể là quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ hoặc là đưa vào một bài nhạc gì đó. Đó là cách ba cái cách thay đổi về chữ, về ảnh và về video. Còn cái nội dung này nhé, nếu mà chúng ta có những cái nội dung phù hợp thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa thôi. Còn nếu mà cái nội dung nào, cái đoạn nào mà chúng ta không cần ấy, thì chúng ta có thể bôi chuột vào chúng ta xóa đi. Xóa cả cái khung này đi luôn được. Ok. Đấy. Khóa, xóa. Chúng ta chỉ cần click vào và sau đó chúng ta nhấn nút đen là được. Đấy. Đây, thông tin liên hệ thì họ để mặc định như này thì chúng ta cứ thay đổi thôi. Lấy firewall, Unikey hoặc đấy, phần mềm gõ tiếng Việt chúng ta thay đổi thôi. Cái nào không cần thiết thì chúng ta xóa. Cái nào cần chỉnh thì chúng ta vào chỉnh. Thì đây là ba cái thành phần cơ bản nhất trên cái trang landing page mà chúng ta cần phải thay đổi. Thì để làm được một cái trang landing page đẹp và phù hợp thì chúng ta cũng phải mất một chút thời gian để chúng ta là thêm các thành phần này, rồi là chỉnh sửa này, rồi trau chuốt một chút cho nó đẹp, nó phù hợp, nó hấp dẫn cái người dùng. Thì sau khi mà hoàn chỉnh
được một cái trang như thế này. Thì chúng ta chú ý một cái phần nữa là như này. Chúng ta sẽ click vào cái mục mobile này nhé. Bởi vì là đôi khi là chúng ta thiết kế ở trên desktop, có nghĩa là trên máy tính ý, thì nó rất là nuột, rất là đẹp. Nhưng mà khi mà vào cái giao diện mobile thì có thể là một số thành phần nó sẽ chèn lên nhau. Ở đây thì là vừa nãy là tôi chưa chỉnh nhiều, thì có thể là các thành phần nó vẫn còn nguyên như ban đầu thì nó vẫn là rất là phù hợp nhé. Nhưng mà ví dụ nếu mà tôi chỉnh nhiều thành phần, ví dụ cái chữ này, cái video này nó nằm ở đây, nếu mà trên này tôi chèn nhiều chữ quá thì trên desktop này nhé, nó không xuất hiện đúng không? Và nhưng mà khi sang mobile không xuất, nó lại xuất hiện như này, thì chúng ta sẽ phải chú ý việc là làm sao chúng lại căn chỉnh đó cho đến cái chỗ phù hợp. Thì khi mà chúng ta sử dụng cả trên điện thoại hay là trên máy tính thì nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà bây giờ người dùng người ta vào bằng điện thoại mà thấy cái trang nó như thế này, hoặc là các dòng chữ ảnh nó cứ chèn lung tung như này, thì thực sự là chúng ta đã rất mất điểm đúng không? Trong khi đó hiển thị ở trên này thì vẫn rất là đẹp. Cho nên là chúng ta phải lưu ý vấn đề này nhé. Thiết kế ở trên desktop xong phải sang phần mobile để xem. Và sau khi phần mobile cũng ok rồi, chúng ta check lại nội dung một lần, tất cả các ảnh rồi các thông tin rồi các thứ chúng ta đã chỉnh cho nó đẹp rồi đúng không? Và tiếp theo là chúng ta sẽ xuất bản lên trên web, trên internet. Thì chúng ta sẽ chọn vào mục xuất bản nhé, chọn xuất bản này hoặc là Control Shift P này. Đây chúng ta chờ một chút thì nó sẽ xuất bản thành công đúng không? Thì cái nó sẽ báo chúng ta là đường dẫn xuất bản sẽ hết hạn sau 5 phút, có nghĩa là chúng ta chỉ được xem trong 5 phút. Thì sau khi nó xuất bản thành công như này rồi thì chúng ta lấy cái tên miền riêng của chúng ta để chúng ta xuất bản nhé. Chúng ta chọn sang mục tên miền riêng này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái tên miền nhé. Chúng ta click vào đây. Đây, đây là cái tên miền tôi đã chọn về đúng không? Thì tôi ví dụ như là đấy. Chúng ta sẽ chọn cái trang này tên là gì, giống như sản phẩm này hoặc là giống như cái từ khóa của chúng ta này. Sau đó chúng ta chọn xuất bản lại. Rồi sau khi xuất bản lại thì đây, đây là cái tên miền của chúng ta đã được gắn vào đây rồi, thì nó sẽ không bị mất nữa. Và chúng ta đã thành công trong việc tạo ra một cái trang landing page để bán hàng miễn phí dùng tên miền riêng, và chỉ có việc kéo thả và chỉnh sửa một chút thôi, dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần biết là click chuột rồi gõ vài chữ gì đó là xong đúng không? Trên đây là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để chúng ta có thể là tạo được một cái landing page bán hàng hay là quảng cáo dịch vụ hay là làm thương hiệu gì đó ở trên trang ladipage.vn miễn phí. Thì ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thiết kế một cái landing page này từ đầu. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.